làm cho tất cả quý vị nào đã từng yêu mến Nguyễn Phương Hằng, tin Nguyễn Phương Hằng và ủng hộ Nguyễn Phương Hằng cũng như là công ty cổ phần Đại Nam và anh Nguyễn Duy Dũng, thì ngày hôm nay như lời hứa tôi đã từng hứa, tôi sẽ bước không trượt khác nào. Và cái câu chuyện nó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Và bắt đầu vào chương trình thì tôi sẽ hát một bài hát đầu tiên để trông thì nhẹ nhàng một chút xíu, sau đó tôi sẽ đi vào câu chuyện. Thì tôi hát bài Đoạn Buồn Đêm Mưa, đó là thương hiệu của tôi ạ. Cái quyền điều hành của quỷ, của cái quyền trái tim hằng hậu lại cho em, và mong em con các cháu như chính là người thân con của mình, để làm hết có thể, còn hết tiền mà làm lợi những mà làm hết thì bán tài sản ra để làm, để chia sẻ, đặc biệt là trẻ em con gia đình nghèo và khó khăn. Và chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi chỉ tập trung vào cái chương trình trái tim hằng hậu, đó là cho trẻ em bị tim bẩm sinh, còn các cái chương trình khác thì chúng tôi không có tay ra hỏi. Và cũng xin thưa quý vị, mọi khách, mọi quý khách đến đây chơi vui chơi, đó là mua tấm vé vào biển hay là vào vườn thú hay là các trò chơi, đó là tôi bán cái giá trị của vui chơi giải trí. Nhưng tôi luôn luôn là tôi bằng cảm ơn quý vị đã đóng góp cho chương trình Thái Hoàng Hậu và chữa lành các cái vết thương của các em bé mà không được là khỏe mạnh khi cha mẹ sinh ra. Và cho tôi một lần nữa xin chương trình đó, tôi cũng xin thay mặt, và tôi làm nhiều năm nhưng mà phim hôm nay xin thay mặt cho các cháu đã được mổ và các cháu sắp được chữa, xin cảm ơn tất cả các quý khách đã đến Đại Nam cũng như chuẩn bị đến Đại Nam. Xin cảm ơn. Trong nghệ thuật nữ Việt Nam thì
cho tôi xin chúc sức khỏe đến tất cả các phụ nữ, các phụ nữ ở Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ và từ bi, chia sẻ với kể cả từ cái tâm thánh thiện của mình cho hàng xóm, cho những người xung quanh, cho xã hội, để xã hội thêm ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là xin chúc em ngày hôm nay xong thì cũng tập trung vào cái chương trình bổ tim cho các cháu và quên mất những gì cần thiết, quên các cháu được bổ tim. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, rơi vào chủ nhật ngày nghỉ cuối tuần, ngày mà tất cả những anh chị em gửi những lời chúc tốt đẹp đến người phụ nữ mà mình yêu thương. Bên cạnh đó còn rất nhiều quý anh chị em đang trông chờ và ngóng tin từ phía khu du lịch Đại Nam. Chiều tối ngày hôm nay, chị Nguyễn Phương Hằng giao lưu trực tiếp với quý quan khách, cũng là lúc mà chị Nguyễn Phương Hằng sẽ cho tất cả chúng ta biết ông trùm đứng phía sau nội dung câu nói quốc không trượt phát nào, quan trọng là quốc ai và quốc như thế nào, quốc một mẻ lớn. Thì chiều tối ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ông trùm đó là ai. Chị Nguyễn Phương Hằng muốn mượn câu chuyện của sư thầy Thích Minh Tuệ để đề cập đến vấn đề này. Thì tại vì chị sợ dụ rắn ra khỏi hang sớm quá sẽ bật mí hết tất cả những bí mật, cho nên chiều ngày hôm nay chúng ta chỉ biết người đứng phía sau câu chuyện này là ai mà có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Chị Nguyễn Phương Hằng được gọi là cao thủ thì không phải một người dạng vừa. Sư thầy Thích Minh Tuệ là một người mà em rất tôn trọng và yêu quý. Em tin chắc rằng chị Nguyễn Phương Hằng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chị Nguyễn Phương Hằng chỉ chứng minh được cho chúng ta thấy những gì mà thời gian vừa qua chúng ta trông chờ và mong đợi, thì kết quả chiều ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ rõ. Chiều ngày hôm nay chắc chắn một điều rằng trong khu du lịch Đại Nam sẽ kẹt người, phía ngoài khu du lịch Đại Nam sẽ kẹt xe, và trên không gian sẽ kẹt mạng. Còn bây giờ sẽ không quên chúc người phụ nữ Việt Nam luôn luôn đẹp, luôn luôn khỏe, luôn luôn vui, có một ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cổ cũng hay, cổ đáp ứng rất là nhạy cảm, dạ, mà lẹ làng nữa, dạ. Cổ lanh lợi lắm, dạ. Mọi người hay. Mà đi tới Đại Nam gặp cổ có những nhân vật gì đặc biệt cô có thể kể cho mọi người nghe được không? Có một cái cô đó đó lại xin hùng hạp mời gọi làm ăn gì với công ty nước ngoài gì đó, yeah. Rồi cổ trả lời đó, cổ nói là nhìn thì thấy mặt đầm ngủ, yeah, mang giày bata, yeah, đeo cái cọng dây là 6 năm trước bạn cổ đeo, yeah. Vậy mà dám đứng ra mời cổ vậy đó, nên cổ nói là cổ bận lắm, cổ bận việc lắm, cổ không tiếp. Coi như là một cách từ chối khéo cô kia, bởi vì có cái vẻ ngoài là không có đáng tin tưởng, đúng tại rồi, cái mà cô kia của nó hợp tác, dạ, cái cách ăn mặn đồ này kia đó cũng không, dạ, phù hợp, nên dạ, cổ giống như là không tự tin, cổ coi thường, dạ. Nhiều khi có những cái mình đâu có biết trước được, rủi rồi hợp tác như vậy mà giống như kiếm một cái cơ hội mà làm rút cuộc không đâu ra đâu hết trơn, mà giống như mượn danh để kiếm cái độ nổi tiếng rồi đi lừa người khác đó cô Hai. Rồi mang tiếng nữa, dạ, ví dụ cổ làm vậy rồi cổ cũng mất uy tín vậy, dạ, nên cổ trời cổ nhìn người được chứ bộ, dạ, cổ nhìn là cổ biết thật giả rồi, dạ. Nhiều khi cứ muốn có một cái cơ hội nói chuyện với cô Phương Hằng, đề cập tới cái danh công ty như vậy để tạo nên một cái hiệu ứng là người ta thấy có cái hình như vậy, xong rồi đem cái hình ảnh đó rồi đi lừa khắp mọi nơi nữa, nên là cô Phương Hằng cổ đi kỹ cái đó lắm, cô không có muốn điều đó xảy ra đó cô. Dạng lắm, đón cổ giữa đường vậy đó, ngay trong Đại Nam á, đón cổ vậy đó. Cô Phương Hằng nhìn cái cô đó đó là cổ biết được chỗ đón được người thiệt người giả rồi, dạ. Nên cổ từ chối, cổ nói là cổ bận việc, giờ là cô không có thời gian để đứng tiếp cái cô đó nữa, dạ. Cô bỏ cô đi vô, dạ. Hèn chi cái mọi người nói là cổ phát hiện được là cái cô đó muốn lợi dụng, nên là cổ từ chối khéo ghê hả cô? Đúng rồi, cổ, dạ, từ chối khéo lắm, cổ nhìn cổ đón được, dạ. Tự nhiên người gì nước ngoài làm công ty lớn, dạ, và mặc bộ đồ ngủ, mang giày bata, rồi đeo cọng dây đó, rồi 6 năm trước bạn cổ đeo, cổ, yeah, thấy cổ thấy kỳ quá à, cổ đâu có tiếp, yeah, cổ buông luôn. Ngoài cái cô mà phong bạc lên
tới cái mức là nước ngoài đầu tư vậy đó. Không biết cô Phương Hằng còn gặp những người khác nữa không vậy cô? Không có cô đó đó. Cô đó thôi. Còn còn vấn đề mà cổ nêu ra đó thì là cái tờ giấy mà chứng nhận của cổ mua đó là kim cương thật á. Cổ tới 20-30 viên lận. Chứ không phải 1 viên. Cổ nói vậy đó. Còn con thấy đó, mọi người lúc mà lên khu du lịch Đại Nam á, gặp cổ được ở rất là nhiều nơi, bởi vì cổ cứ đi vòng vòng xung quanh khu vực Đại Nam để mà coi tân trang, chỉnh sửa những cái vùng ở trong khu vực, ở trong khu du lịch Đại Nam sao chẳng đẹp nhất đó. Đúng rồi. Hình như còn tới ngay cả những cái chỗ mà tâm du lịch tâm linh ở trong đó nữa. Cổ đem cổ nói cổ có 20-30 viên kim cương vậy đó. Nên cổ đem giấy chứng nhận ra cho người ta thấy rõ ràng là thật chứ không phải là giả. Rồi cổ nói tối có cổ nằm mơ có ở trong cái tổ mà cổ thờ đó. Cái ông đó về kêu cổ nói vậy đó. Nên cổ giờ cổ hai vợ chồng vô đó để lại tâm linh đó đó. Thấy đó để đền thờ của ông Nguyễn Bỉnh Kim. Thấy cái chỗ mà ở trong khu du lịch á, to ơi là to luôn. Trong khu du lịch có đền thờ đó. Cái chỗ như vậy thường thường á là mọi người hay tới cầu nguyện rồi cúng kiến trang nghiêm lắm. Mà chính là cái vị ở trong đó báo mộng cho cô Nguyễn Phương Hằng về những cái giống như là dự đoán cái gì tương lai hay là báo mộng cho cổ để cổ làm đó hả cô? Hay quá ha. Cổ thờ là thiên á. Nên linh thiên ghê luôn. Hai vợ chồng tin tưởng lắm. Nói nhiều khi những nhân viên ở trong khu du lịch Đại Nam cũng giống như là thập phương bá tánh lại đó, cũng vô trong chỗ thờ đó mà cầu nguyện nhiều lắm cô ơi. Ai lên Đại Nam hình như đa số là đều vô đó thắp hương cầu nguyện. Thấy hai vợ chồng chú Dũng với lại cô Hằng á, con thấy trọn vẹn ghê vậy đó. Làm một cái khu du lịch lên mà trong đó có đầy đủ hết các công năng luôn. Ngay cả chú ý tới là một cái biểu tượng văn hóa của Việt Nam của mình. Đó là thờ những anh hùng lịch sử hoặc là những cái bậc mà cao minh ở trong lịch sử Việt Nam mình đó cũng có luôn đúng cô. Lập đền thờ lớn lắm, có chùa nữa mà. Nghe nói nơi đó mà mình đi vô á là bỏ dài ngoài, phải mang vớ để mình vô để cho nó người ta tôn nghiêm, tôn nghiêm thể hiện cái sự tôn trọng với lại những cái nơi trang nghiêm đó cô. Rồi hình như trong khu vực Đại Nam á còn có một cái chỗ gọi là cái trường đua nữa, không biết cô hai có biết không ạ? Có trường đua ngựa và trường đua xe nữa. Chứ đâu phải một chỗ đâu. Nó nhiều lắm, rộng mênh mông luôn. Trường đua ngựa rộng lắm. Rồi còn ngựa thì có nài đồ này kia chứ. Người ta nuôi hết, ai giữ con nào là ra con đó. Điều khiển con đó. Khán giả đi theo bả đó, người nào cũng thắp hương đó, rồi bả kêu cái chú đó nó thắp hương, thắp lên cho nó sáng hương rồi phát cho mỗi người một cây vậy đó, để người ta vô đặng người ta lại ông Nguyễn Bỉnh Kim á. Đông lắm. Thắp cùng luôn hả cô? Thắp ở trên ngay chỗ có cái lư hương bự lắm. Lư hương thật là lớn trước ổng á. Mà đẹp lắm. Chỗ đó cũng trang nghiêm. Thênh thang luôn. Nói chung Đại Nam chỗ nào cũng rộng hết. Rộng dữ lắm. Rộng hơn cái sân chánh điện ở trong chùa của mình đó. Trời ơi, thấy dân chúng ủng hộ cô Hằng á, thấy mê luôn. Quá trời đông. Lúc nào cũng ào ạt, nếu mà gặp cổ thôi cổ không chịu nổi luôn đó. Cổ phải trốn luôn á, chứ được leo lên cái xe mà xe điện á. Hai vợ chồng leo lên đó mà người ta bu theo thôi, người ta kêu chụp hình rồi xin chụp hình đó. Người nào cũng xin chụp hình, rồi dịnh cái chiếc nhẫn hột sòn á để lấy dí á. Mà cổ cũng thương lắm. Cổ ôm rồi cổ cũng tỏ ra thân thiện với mấy người dân đi đi lễ Đại Nam á.
chắc là mọi người từ đủ thứ vùng miền hết lại đây để mà đông lắm, gặp được cổ. Con nghe nói có cả người ở nước ngoài về nữa. Đúng rồi, người nước ngoài về nữa, rồi dân Sài Gòn lên, rồi dân An Giang tới, đông lắm. Tại quê cổ là ở An Giang mà. Cái bữa đầu tiên á, mà cổ nói miễn phí vé đó, coi như được bữa đầu tiên mà cũng là bữa duy nhất luôn á. Cô biết sao cái bữa đó còn đi ngoài đường ở xá Sài Gòn mà còn thấy vắng hẳn luôn. Người ta dồn lên đó hết rồi. Quá trời đông luôn mà nghẹt luôn, tới kẹt xe luôn đó cô. Kẹt xe ngoài đường gần đó luôn đó. Đông lắm. Hèn chi không phải nói là không dữ lắm, người lớn trẻ nhỏ gì cũng đi hết á, đi tham quan. Như có chị đó tới, cái cậu đó hỏi gì chứ cô ở đâu tới, cái nói cô ở Bình Tân. Hỏi cô lên đây để gặp cô Hằng, cô đi tham quan. Nếu được hơn được gặp cổ thì càng hơn. Vậy đó. Ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đó. Nên đông lắm. Cứ mỗi người một cái câu chuyện, nhưng mà ai cũng muốn được một lần gặp được cô Phương Hằng bằng da bằng thịt. Thấy vậy là coi như rất là mừng, tại vì ngưỡng mộ quá mà cô. Dạ, không biết là ở ngoài rồi cô Phương Hằng cổ như thế nào đó, cứ thấy trên màn ảnh không, không biết là gặp tận mắt rồi cư xử rồi cứ sao sao cũng thấy vừa lạ. Thấy cổ thân thiện lắm. Cổ gặp được người hâm mộ vậy đó. Cổ ra vẻ mừng rỡ đồ này kia, thân thiện, thật là thân thiện. Nói lớn tiếng đồ lên vậy đó để chào đón vậy đó. Chứ không có mà làm kêu. Cô rất là dễ thương. Với lại cô Phương Hằng cô đẹp. Cô đẹp. Cô tự hào mà. Có con bé đó, cái cô đó đó. Cái cô mà nói người nước ngoài làm gì đó. Cái cổ nói nhưng mà em đâu có đẹp bằng chị. Nói thẳng lên với cô đó luôn đó. Nhưng mà em đâu có đẹp bằng chị. Cổ tự hào lắm. Với lại cổ mỗi lần mà lên hình hoặc là quay hình đó, từ trang phục cho tới cái cách make up của cổ, với lại cổ lúc mà con thấy mặc đồ á thì sẽ tay của cổ này rất là mịn và trắng luôn, giống như là hầu như là không có dấu vết của tuổi tác gì hết đó cô. Trắng lắm, đẹp lắm, bởi vì có nhiều người nói nhìn cô tưởng cô gái 20 á. Chứ không phải là 50. Cổ mặc đồ đen á, mặc áo đầm đen á, nhìn nó đẹp, nó trắng lên luôn rồi. Đã vậy còn đeo cái sợi dây kim cương đó, nó dài xuống tới dưới luôn, nhìn đẹp dễ sợ. Rồi cái vòng tay cũng vậy đó, cũng bằng kim cương luôn đó. Vòng tay đó người ta nói cũng tiền tỷ đó. Cái vòng tay của cổ á, hình như nếu mà có sự kiện á, trang phục của cô Phương Hằng này không thấy cũng hơi bị gọi là nhiều giá trị lắm đó. Cổ phe ra cái đôi bông tai của cổ đeo đó, là kim cương á. Cổ đưa ra cho mọi người xem đó. Trời, trên người coi như toàn bộ thấy chỗ nào cũng có kim cương. Kim cương không luôn, cổ nói cổ kim cương không là 20-30 viên rồi. Ôi trời ơi. Mỗi lần mà cô đi vậy con nghĩ chắc là bảo vệ hoặc là vệ sĩ theo phải kỹ lưỡng lắm đó. Cô nói kim cương của cổ là kim cương đấu giá không đó. Chứ không phải kim cương hạt é. Cổ nói có nhiều người phe như là kim cương hạt é. Chứ không phải, cổ không có hạt é. Cổ toàn là kim cương to không à. Chứ đúng nhất là hạt xoàn luôn mà bự 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 không đó. Trời ơi, thấy mê quá ha. Có những mơ ước của con nghĩ là không phải của phụ nữ không, mà của tất cả mọi người luôn. Ai mà có được những cái viên như vậy á, đều cảm thấy rất là hãnh diện, tự hào hết cô. Trời ơi, phụ nữ mà có được cái viên nhỏ nhỏ thôi, tấm tấm thôi cũng đã thấy rực rỡ mặt mày rồi. Chứ đâu có mà quá chừng dữ vậy. Rồi cái đôi bông của cổ đưa ra coi nó đẹp cực kỳ luôn, nó chiếu. Rồi cổ đưa tay lên á, đeo cái chiếc nhẫn màu hột đó đó, đưa tay lên cái mấy người mà xung quanh đó, thôi cháo quá. Nó chiếu quá, chiếu sáng á, thấy hàm quá ha. Kiếp trước chắc khéo tu lắm. Nên kiếp này hưởng vinh quang phú quý. Cô đó là
kêu bằng người ta hay thường nói tu chính kiếp á, mới được kiếp này vinh quang. Sướng rồi, cô sướng, có sướng. Cái khó khăn đồ gì cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Vậy cổ nói cổ tự hào lắm, nếu mà cổ mà có điều gì á, mà không khắc phục á, là cổ đã đi nước ngoài cổ sống rồi, mắc gì cổ ở Việt Nam làm chi. Cái này là cổ vẫn thương đồng bào miền Nam mà miền Bắc bị bão lụt này kia, thiên tai á. Cổ nói vậy đó, cổ nên cổ vẫn đứng vững ở đây để giúp đồng bào. Cổ yêu nước, cổ giúp đồng bào. Mà con nghĩ là cổ thương những người dân nghèo á, con thấy cổ đi tới đâu á, cổ cũng làm sao phải là có được một cái sự giúp đỡ đảm bảo cho những người mà cô ấy thấy là cần sự giúp đỡ, là cổ giúp đỡ liền. Rồi cổ giúp đó, cổ giúp mổ tim, rồi mổ mắt cườm cho người già. Rồi xây cầu, xây trường học cho mấy tiểu học đó. Cô làm đủ điều á. Trời đáng quý quá ha cô. Rất là quý những cái chuyện từ thiện của cổ là không thể nào ai mà theo kịp. Quá tiền nhiều quá. Có nhiều khi từ những cái việc thiện nguyện như vậy, rồi từ cái tâm của cổ mà mọi chuyện cổ kinh doanh đồ gì đó đều hanh thông hết. Như là khu du lịch Đại Nam càng ngày càng có nhiều người biết tới. Đúng từ rồi. Ngoài ở trong Nam mình cho ra tới Bắc luôn, ai mà cũng tới ở Việt Nam mà miền Nam cũng muốn một lần tới Đại Nam hết. Người ta mong được đi du lịch khu du lịch Đại Nam. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa được gặp chủ nhân là cô Phương Hằng. Rất là nhiệt tình thân thiện với đồng bào nên người ta rất là thích. Thấy cô hay quá trời luôn. Hay lắm. Rất là hay. Lúc này cô Phương Hằng á là coi như là ổn định. Tại vì cô nói cô không live stream nữa để lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con, lo cho bản thân của cô. Nên cô nếu mà cô ngưng được vậy thì cô cũng đạt được ý muốn rồi. Biết bao nhiêu việc đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Quá hay. Giờ thôi, nếu mà về gia đình thì cô cũng rất là hạnh phúc rồi. Giờ cái thời gian của cô là từ những cái mà gọi là qua cái họa là có tới cái phước đó. Bây giờ cô là tới là thời điểm là cô hưởng phước rồi đó cô. Bởi vậy giờ cô về là cô tới Đại Nam á, là cô đi kiểm tra. Cô nói 2 năm mấy rồi, 2 năm rưỡi rồi cô không có coi sốc ở trong đó. Nên nay cô coi kiểm tra coi chỗ nào không đạt được ý muốn thì sửa lại để đón Tết 2025 nè. Mà con thấy từ khi mà cô Phương Hằng về đó là tự nhiên mình có cái cảm giác là khu du lịch Đại Nam đổi cái màu sắc mới luôn đó cô. Đúng rồi đó, quá đông luôn, đông hơn hồi xưa nữa. Đông khủng khiếp luôn. Ngày nào cũng vậy hết á, ngày nào cũng đông hết á. Phải nói là từ lúc mà mở ra đó là đã có sách đọc được nhiều cái kỷ lục, giống như là về chiều rộng, chiều cao, về số lượng trò chơi này kia. Nhưng mà hãy mà có cô Phương Hằng ở đó dường như là nó tạo thành một cái điểm sống giới, động lên, sống động lên luôn quá trời đông người luôn. Ai cũng ham lại cứ dành xin chụp hình với chú Dũng đã rồi tới cô Hằng. Cứ chen nhau vô chụp vậy đó. Chụp hình là nhiều nhất. Thích lắm, thích chụp hình với cổ lắm. Mà chú Dũng với cô Hằng á, cô không có ngại nữa. Thường thường người ta mà là đức cao vọng trọng như vậy đó, người ta cũng sợ lắm, giống như là cũng phải có một cái khoảng cách với lại những người lại, tại vì đông quá không sợ, không có kiểm soát hết được đó cô. Nhưng con thấy hai vợ chồng thân thiện lắm, gần gũi lắm. Ổng còn kêu vô đây chụp, đứng xích vô cho nó nhiều lên vậy đó. Kêu vậy đó, thân thiện lắm, vui vẻ lắm, chứ không có mà thấy người ta buồn vậy cái nhăn nhăn hay là cái gì, không có, vui vẻ cười cởi mở lắm. Bởi vậy chồng cũng như vợ. Cái con thấy bắt đầu người ta cứ rụt rịch nè, cuối tuần cái cũng có một số cô bác anh chị mà yêu mến đó, cái cuối tuần thôi cứ lên thử Đại Nam vào những cái ngày cuối tuần để vừa đi chơi vừa đi thăm thú Đại Nam, biết đâu có cơ hội là được gặp gỡ và nó có được cái cuộc trò chuyện nho nhỏ với lại chú Dũng, cô Hằng, mọi người cũng mừng đó không đúng cô? Rồi, người ta thích á. Sao mà người hâm mộ quá tài luôn. Trời ơi, hình như là đa số cả ngàn người lên đó đều là hâm mộ hai vợ chồng. Người nào tới cũng đòi chụp hình hết. Mà chẳng những người lớn nha, bây giờ con thấy hình như là mấy bé nhỏ nhỏ đó cũng biết tới cổ luôn. Biết đó. Luôn đó, nó cũng chen vô để nó chụp hình đó.
đông lắm. Dạ, cô ơi, phải nói là khu du lịch Đại Nam cùng với lại cô Hằng và chú Dũng càng ngày phải nói là càng nổi bật lên. Và con mong là với sự xuất hiện của cô Phương Hằng thì khu du lịch Đại Nam nó càng ngày càng phát triển hơn nữa ha cô. Tại vì có được một cái nơi vui chơi vào dịp cuối tuần như vậy đó, thì nhiều khi á mình cứ muốn tới đó hoài để mà mình chơi, rồi nó cũng có một cái ý nghĩa gì đó trong trong tư tưởng hoặc là trong tâm linh của mình, nó thấy nó hay lắm hả cô. Dạ. Ở đó thờ cũng thiên. Dạ. Mà người cũng rộng, với ta nói cái tâm linh tốt. Dạ. Giống như là cái không khí đó nó đi liền với tâm linh. Dạ. Và chủ mà người ta vui vẻ cởi mở thì dạ, tâm linh cũng cởi mở vui vẻ đón chào quý khách. Dạ. Con cảm ơn cô Hai rất là nhiều. Như vậy đó, nếu như mà có một mong muốn gì đối với lại khu du lịch Đại Nam đó thì cô Hai có lời nào về cái mong muốn đó không ạ? Cô Hai cũng muốn tất cả trong người trong nước Việt Nam mình, yeah, ai cũng sẽ biết đến khu du lịch Đại Nam của cô Phương Hằng với chú Dũng. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ mình nhìn lắm kính và mình chào quý vị khán giả mà hay theo dõi kênh mình nha. Dạ, kênh Châu Bò Review và cô Hai rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu theo dõi xem cô Hai trò chuyện. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một ngày thật là bình an, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn có những gì vui hấp dẫn xảy ra xung quanh mình ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Dạ.